Ơn quý vị. Được rồi, thích nghe mấy nhà bảo trợ lắm. Và ngay sau đây cũng xin cảm ơn các nhà bảo trợ cho chương trình hôm nay đã đồng hành cùng anh Sơn nhé. Và có một người anh cứ muốn tặng cho anh một bài hát, đó là anh Duy. Vâng, anh Duy, cảm ơn anh. Dạ. Anh em đi. Dạ, cùng bác em không bằng. Vâng ạ. Em chúc anh đi lúc nào cũng không bác. Vâng. Tuy nhiên em chúc quý vị cũng như vậy, cuộc sống sẽ luôn luôn là một chuỗi ngày thật bình yên, với nhiều sức khỏe, với nhiều những điều tốt đẹp nhất và đẹp nhất đến với tất cả quý vị. Tôi muốn hát tặng quý vị ngay sau đây một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Và hôm nay trong hai album thì Quân có mang theo, đó là album Thái Thịnh có nhạc phẩm Duyên Phận của người sáng tác của anh, và album Quốc Tỷ Xuyên tiếp theo là album Lam Phương. Và bài hát tôi tặng cho anh Andy, nghe tặng cho quý vị là nhạc phẩm Đại Em Chào Anh. Yeah. Anh và đại gia đình. Yeah. Chị đâu anh? Chị ngồi ở đâu ạ? Đâu ạ? À? Ở bữa nay chị không có đi ạ? Vâng, bữa nay chị không có đi thì... Dạ? Anh độc thân ạ? Có gì là nguy hiểm ạ? Nếu mà độc thân là nguy hiểm ạ, chắc là mọi người chọc tôi. Chắc chị cũng hơn, chắc chắn là nếu chị bận chị không đi chắc nữa thì chắc có lý do gì đặc biệt. Chị cũng kẹt thôi. Đó, chứ còn em nghĩ là chắc là chị cũng hơn. Cũng yêu lưu quyền chút xíu. Nếu mà chị đi thì chắc chị đang mọi người đang chọc cho chị vui vui rồi đó. Và em cảm ơn anh, cảm ơn quý vị thật là nhiều. Có những có các chị đang nắm tay đưa đến chiếc sông thương nhạc thì em ơi chồng chị yêu em lắm, nghe nghe em lạnh ngất cả xương sống của chị làm ơn chị nói rõ ràng của em cái tiếng Việt nó dễ hiểu nhầm. Chị ơi, chị nói rằng là chồng chị yêu giọng hát của em đó, vậy thôi. Còn từ yêu giọng hát đến yêu người hát đôi khi ấy, đối với những người nghệ sĩ ấy, thì rất nhiều khán giả và rất nhiều các trái tim bị nhầm tưởng là yêu người, nhưng thực ra là yêu giọng hát đã và đúng ra chính xác yêu giọng hát đúng hơn. Tớ tưởng là yêu, cho nên đối với những người nghệ sĩ thì hay bị những tình yêu ngộ nhận, cho nên chúng em rất cảnh giác. Chúng em chỉ muốn rằng trước tiên khán giả yêu mình là yêu giọng hát của mình đã, còn nếu một con người thì còn rất xa. Cho nên là nếu mà ví dụ đây các em nghe thấp thoáng có các anh, có lẽ là bài hát vừa rồi là các anh thích, chứ xin phép các chị các anh có lỡ nó là I Love You chẳng hạn thế ha, thì các chị đừng có lo lắng. Bởi vì nếu như mà I Love You ở đây ở sân khấu có bao nhiêu trong người này thì không sao, sợ nhất anh ấy dùng gì vào tai ai đó ở trong cái chỗ tóc tóc nào đó, anh nói I Love You thì mình có sao. Và ngay sau đây quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thành Phố Buồn. Và trước giờ thì Quyên thấy rằng là chỉ có các nam ca sĩ hát bài này có đến hơn 90% trong lịch sử thể hiện Thành Phố Buồn, ít nữ. Và Quyên chắc yêu bài này quá, cho nên là Quyên nghe điều đó lắm. Và khi làm sao Quyên hát thật hay, thật quý vị. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa người lứa thương.
trong ngõ xa đường, tiếng kinh cầu xin một tiếng.